Quang Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để cùng theo dõi những câu chuyện có thực được tái hiện lại thông qua lời kể của nạn nhân và người chứng kiến. Qua đó thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình sẽ có thể nâng cao tinh thần cảnh giác và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Thưa quý vị, giả như quý vị đang cần vay một số tiền để phục vụ cho mục đích cá nhân, quý vị sẽ tìm cách nào để vay? Hỏi mượn người thân, ngân hàng, công ty tín dụng hay tiệm cầm đồ? Và gần đây thì Quang Huy được biết thêm một phương thức vay tiền khác đang hoạt động, đó là vay tiền trực tuyến, vay tiền qua app hay còn gọi là ứng dụng vay. Việc nở rộ những ứng dụng cho vay kèm theo đó là những biến tướng trở thành một dạng của tín dụng đen đã kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Quang Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi tình huống ngay sau đây để hiểu rõ hơn quý vị nhé. Chuyện gì vậy nè? Trời đất ơi, chị làm cái gì vậy? Đứng lên chị. Sao vậy? Có chuyện gì đúng không? Kiều hả? Không có gì. Làm sao? Ủa mà đi gì như ma vậy? Đi gì không có tiếng động gì trời. Nè nè, lần sau không có vậy nha. Không, lần sau không có hù lần sau vậy. Có ngày tôi đứng tìm chết chưa? Trời đất ơi, em đi cả đùng 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 vậy luôn á. Tại chị không nghe thôi chứ bộ đổ thừa em. Mà có chuyện gì đúng không? Đúng không? Đâu có đâu. Thì thì tại em đi nhẹ nhàng quá, không có tiếng động rồi hù chị. Chị bị liệu. Chị nói linh tinh vậy đó. Thôi chị đi làm về cũng mệt. Thôi có gì em về nhà đi. Có gì mai chị em mình nói chuyện. Không, chị em nói nghe nè. Có chuyện đúng không? Chị vay tiền bọn cho vay nặng lãi đúng không? Đâu có đâu. Ai em nghe ai nói vậy? Chị coi nè, hình của chị hả, bây giờ nó cắt, nó ghép tùm lum, nó up trên mạng xã hội nè. Em nói là chỉ có cái bọn cho vay tiền nặng lãi nó mới làm. Trời đất ơi, sao chị muốn nè em? Nhỏ cái miệng thôi Kiều ơi, chị lại mày. Okay. Em muốn cho cả xóm biết hay sao vậy? Vô nhà đó chị. Ok không? Ừ. Vô đây. Hơn một tuần đổ lại đây á, nhà tôi thường xuyên bị tụi nó tạt xăng rồi chất bẩn, rồi mặt tôi thì bị ghép vô mấy cái hình bậy bạ phát tán trên mạng. Thậm chí bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng bị họ gọi để quậy phá, ép buộc tôi phải trả nợ đúng hẹn. Tôi thật sự là khổ tâm lắm, mà cũng không biết chia sẻ với ai hết. Chị, có gì thì chị nói với em đi chứ. Đã nói rồi, chị em với nhau không à. Chị phải nói với em để em biết đường em còn chia sẻ với chị nữa. Bây giờ không có chồng chị ở nhà, có cái gì thì phải nói với em. Chị mượn tiền bọn cho vay nặng lãi đúng không? Nói em nghe đi. Nói chung á là chị không có mượn tiền của xã hội đen nào hết á. Nhưng mà đúng là tiền lãi cắt cổ đó em. Thì tháng trước đó, ông xã chị, ông bị té xe, rồi cần tiền nhập viện. Mà em biết đó, dạo gần đây á, trong nhà chị xảy ra rất là nhiều chuyện. Rồi hả, toàn là việc chi tiền ra thôi. Chị đâu có tiền nhiều đâu, cũng có tiền sẵn nữa. Mà chị mượn tiền người thân nhiều thì chị cũng ngại. Nhưng mà sao chị không vay bên ngân hàng nè, hay là mấy cái công ty tín dụng đó chị? Lãi suất nó đâu có cắt cổ đâu. Không được em ơi. Em biết sao không? Chị thì cần đồng tiền rất là gấp. Tại vì anh nhập viện là người ta kêu là phải đóng tiền nhập viện liền. Mà em biết đó,
đi vay tiền ngân hàng hay là những cái công ty tín dụng như em nói á, thì là người ta làm thời gian rất là lâu, thủ tục thì nó rườm rà. Cho nên nó họ chị cũng nghe lời mấy cái chị làm trong xí nghiệp chị nè, là mấy chị nói giới thiệu cái app đó thì cái thủ tục nó nhanh gọn lẹ lắm, lãi suất 0% rồi giải ngân nhanh chóng. Nói chung là mình cần đăng ký vô app là tiền liền sau vài phút à, chị cần đồng tiền là chị phải làm thôi. Ủa nhưng mà nếu mà lãi suất 0% rồi dễ như vậy thì tại sao là người ta lại up hình chị lên mạng rồi còn qua đây làm phiền nhà chị tạt xăng tùm lum hết trơn vậy? Trời ơi, chị nói thiệt là lúc đầu chị cứ nghĩ như em vậy đó, chị cũng như ngồi trên đống lửa à. Thì ai chị gì chị làm nấy, có người giới thiệu app thì chị làm thôi, rồi trong cái app giới thiệu chị làm trình tự gì là chị làm theo nấy đó. Trong app nói là vô trong cái danh bạ điện thoại không, rồi có được cho phép vô bộ sưu tập không, tức là hình ảnh của mình á em, rồi chụp mà hình mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân nè, rồi gì tài khoản ngân hàng, nơi mình ở, nơi mình làm việc, nói chung là nó liên quan gì cá nhân không à. Chị ơi, thông tin của chị mà sao tự nhiên là chị để cho người ta truy cập vô làm chi vậy? Em hỏi chị chứ bây giờ ha, chị hỏi em ngược lại nè, giờ chị mà không có làm theo hướng dẫn người ta thì nó đâu có cho phép được đâu, mình không có làm bước tiếp theo được. Thì đó, bởi vì hả chị cho cái app đó nó truy cập vô cái bộ sưu tập của chị nên bây giờ nó mới có hình ảnh nè, để nó ghép tùm lum tà la rồi nó up trên mạng đó chị. Đó, trong app nó nói là vô trong cái danh bạ điện thoại không, rồi có được cho phép vô bộ sưu tập không, tức là hình ảnh của mình đó em, rồi chụp mà hình mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân nè. Vậy là nó có luôn cái danh bạ của chị đúng không? Chết rồi, em biết thế nào nó cũng sẽ gọi điện thoại nó làm phiền người thân với lại bạn bè của chị đúng không? Có chứ sao không em. Chị nói thiệt, dạo này chị bí bách lắm luôn á. Người thân nè, bạn bè nè, đồng nghiệp của chị á, nó trả trong danh bạ điện thoại đó, nó gọi không sót một ai hết á. Nó nói xấu chị nè, là mượn tiền không trả, nó làm mọi cách luôn. Nói chung là làm phiền của họ rất là nhiều. Nói chung là mục đích cuối là nó bắt chị trả thôi. Mà em biết không, có phải như chị vay nhiều cho Cam đâu. Lúc đầu chị mượn thử chỉ 2 triệu thôi, nhưng mà ha, nó gửi cho chị có 1.4 triệu em. Nó nói cái gì 600 ngàn là tiền thu phí hồ sơ gì đó. Mà ha, nó cũng không làm đúng thỏa thuận ban đầu nữa. Ban đầu nó kêu là chị 30 ngày, nhưng mà khi mà chị mượn 2 triệu là nó kêu có 7 ngày à. Mà em nghĩ coi, 7 ngày chị vừa chăm chồng chị, mà làm sao mà chị xoay tiền cho kịp mà trả cho họ. Nhưng mà sao chị không hỏi nó, là không nói với nó cái lúc mà chị thỏa thuận, sao chị không nói với nó luôn? Chị, cái tình cảnh của chị giống như là cá nằm trên thớt vậy đây. Đó là khi chị điền những cái thông tin cá nhân của chị đầy đủ hết á, thì nó gửi cho chị á là hả, cái gì chính sách bảo mật và điều kiện cho vay. Thì trong đó là rất là nhiều chữ luôn, nào là cái gì thỏa thuận giữa các bên, quyền lợi hai bên, điều kiện cho vay gì gì đó. Nói chung là rất là nhiều con số mà chị lướt cuối cùng á, là nó có cái chữ là tôi đã đọc và đồng ý, thì chị nhấn vào đó thôi. Nói thiệt với chị nha, em đã từng đọc mấy cái vụ mà vay tiền qua app như chị rồi đó. Sau khi mà chị nhấn vào cái chữ là tôi đã đọc và đồng ý, có nghĩa là chị đã chịu mọi hình phạt và các thu hồi lại của app khi mà chị không đóng đúng thời hạn á chị. Mà sao chị, em làm tài chính ngân hàng đây, chị không hỏi em mà tự nhiên chị đi vay trên mấy cái app đó làm chi vậy? Thôi, chị ngại lắm. Chị còn nợ tiền em chưa trả, sao hỏi em được. Chị, em nói rồi, chị em với nhau không à. Mấy mốt có gì phải nói với em nha chưa. Mà hả, bọn nó gọi điện tới cho chị á, nó buông lời khó nghe lắm em. Nè, tao nói cho mày biết, sau 5 giờ chiều nay mày mà không trả tiền cho tao là mày với gia đình của mày cũng yên với tao đâu. Hôm bữa tao chọn công tên nhà mày á, mày chưa sợ đúng không? Nè, tao lên tí nghiệp mày làm việc, tao quậy cho mày khỏi làm việc cái đó luôn cho nha. We'll be right back.
mà ha. Chị nghĩ cũng ngộ nha, nó dẫn dụ hay lắm em. Ví dụ như là chị vừa mà cắt cuộc điện thoại này xong á, là có cuộc điện thoại khác là gọi tới cho chị liền, là mời chào cái app khác, là mình mượn cái app đó, mình đăng nhập vào cái app đó là có cái tiền để mình mượn, giống như kiểu mượn nợ mới để trả nợ cũ đó em. Mà chị thì đang lúc đó đang gấp, chị phải xoay kiểu đó thôi. Có phải là mỗi một lần giải ngân mới á thì app nó sẽ trích ra từ 20-30%, nó gọi là cái phí hồ sơ đúng không chị? Ừ đúng rồi đó em. Em, sao em chưa trả tiền cho chị em? Nè, nếu mà em không trả được tiền á, vậy thì mình cầm cố cái gì đó mình nắm đi. Rồi bên chị duyệt cơ hồ sơ cho em vay khoản mới. Không á thì em tải cái app mà cho vay khác về vay. Trong vòng nửa tiếng thôi em có tiền liền, chứ có gì đâu mà em lăn tăn. Đây em coi nè. Bây giờ á hả, trong cái điện thoại của chị á có tới 5 cái app cho vay tiền lận. Em coi nè, thấy không? Mà chị cứ bị luẩn quẩn trong cái vòng á, là mình mượn, mình đăng ký một cái app khác, mình mượn nợ mới, mình trả nợ cũ, mình mượn nợ mới, trả nợ cũ. Mà em biết hả, thực sự cái tổng số tiền mà chị mượn lúc đầu có 8 triệu thôi à. Mà chị trong vòng 1 tháng trả tới 90 triệu mà còn chưa hết đó em. Cái gì? 90 triệu hả? Thiệt. Trời đất ơi. Chị ơi, sao chị không nói với em sớm? Nói thiệt với chị nha, mấy cái app mà cho vay tiền ở trên mạng giống như vậy nè, nó lừa đảo mình đó chị. Mới đầu hả, nó dụ nó nói giống y chang như nó nói với chị đó, là lãi suất 0% đúng không? Nhưng mà chị cứ thử mà chị vay nó đi. Ẩn bên trong nha, ta nói hả, một số cái khoản thu khác, là khoản chi khác nè, rồi khoản phạt gì đó chị tùm lum tà la hết trơn á. Bởi vì chị bị dụ là phải rồi. Em còn biết nha, cái phí hồ sơ của bên mấy cái app mà cho vay đó, chị biết nhiêu không? Từ 20-35%. Mà bây giờ chị mà lỡ mà chị kẹt, chị đóng trễ một ngày đi, nó thu của chị là 2-4% trên tổng. Trời ơi, nói càng nói em càng tức đi nè. Chị, vậy tính ra nếu như mà bây giờ chị nợ nó 90 triệu bây giờ đúng không, một năm cái tiền lãi suất là 900% đó chị. Trời đất ơi, chết rồi. Thì gì mà chị trả hoài trả mãi mà đúng không hết. Giờ chị nói thiệt với em là chị rất là xuống tinh thần. Chị cứ ngày nào chị cũng nghĩ tiền. Tự nhiên khi không có, tự nhiên chị xa vô, chị bị nọ. Xong rồi hả, bị uy hiếp. Chị không có sao hết. Rồi. Bây giờ chị nghe em nè. Bây giờ chị em mình phải đi lên trên phường, rồi báo cáo cái chuyện này cho cơ quan chức năng mới được. Chỉ có cơ quan chức năng mới giải quyết cái chuyện này được thôi, chứ chị em mình không có làm được cái gì hết trơn á chị. Nhưng mà chị lỡ hả, chị chấp nhận điều kiện của họ rồi, giờ người ta có giải quyết cho mình không? Nói chung là bây giờ mình phải báo cáo với cơ quan chức năng. Tại vì cái chuyện này là cái app này nó sẽ giống như là cái vay tín dụng đen đó chị. Mà cái này là cơ quan nhà nước mình không có chấp nhận, pháp luật không có cho phép. Ủa thiệt hả em? Dạ đúng rồi chị. Khi tôi trình báo thì cơ quan công an cho hay với mức lãi suất này thì các app cho vay biến tướng có thể coi là một loại tín dụng đen trực tuyến này thật sự là rất kinh khủng. Mục đích chung là khủng bố tinh thần người vay. Có nhiều nạn nhân đã nghĩ quẩn đến tìm đến cái chết vì không chịu đựng được những áp lực đó. Tôi mong bà con nên cẩn thận, cân nhắc kỹ sử dụng cái dịch vụ này vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro. Một khi đã sa chân vào rồi thì khó lòng mà thoát ra được. Thưa quý vị, khi muốn tìm xem đứng đằng sau những app cho vay tiền biến tướng này là ai thì cũng vô cùng khó khăn. Trong trường hợp quyết định sử dụng, người tiêu dùng cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có thể hiện đầy đủ thông tin. Ví dụ như là website hoặc là ứng dụng của đơn vị đó phải có đầy đủ thông tin, đơn cử như là tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại. Ngoài ra thì website hoặc là ứng dụng phải thể hiện rõ các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch. Theo đó thì đặc trưng của các dịch vụ cho vay trực tuyến là lãi suất cho vay và các mức phí đi kèm theo thường rất cao. Do vậy mà để tránh phát sinh nằm ngoài dự kiến, người tiêu dùng cần biết rõ các mức lãi suất, các mức phí và các chi phí có thể phát sinh trong những trường hợp cụ thể. Trả nợ trước hạn, chậm trả, gia hạn thời gian vay, phí tư vấn dịch vụ.
Còn Huy hy vọng rằng là qua tình huống vừa rồi, quý vị và các bạn sẽ có thêm cho mình bài học cảnh giác bổ ích và luôn bình tĩnh để có những lựa chọn sáng suốt nhé. Nhưng tốt nhất là không nên vướng vào các hình thức cho vay trực tuyến này vì lãi mẹ, đẻ lãi con tăng lên từng giờ, từng ngày thưa quý vị. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Quang Huy rất mong sẽ được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Quang Huy cũng luôn mong mỏi sẽ nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email của chương trình chuyencanhgiacvn@gmail.com. Và chúc cho quý vị sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.